10 tháng 1, lễ trao giải Ngôi sao xanh 2023 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi sao xanh năm nay có 27 giải thưởng thuộc 3 hạng mục. Hạng mục điện ảnh 10 giải, hạng mục truyền hình 11 giải và hạng mục phim chiếu mạng 6 giải. Giải thưởng Ngôi sao xanh gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm được tổ chức nhằm tôn vinh những gương mặt điện ảnh, truyền hình đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong năm vừa qua. Sau thời gian dài mong đợi, chủ nhân của các hạng mục trao giải đã được xướng tên. Trường Giang và nữ diễn viên Mạc Thanh Tâm lên sân khấu để nhận giải thưởng nam và nữ diễn viên phim web drama xuất sắc được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Trường Giang và Ngọc Thanh Tâm, và xin mời hai bạn sẽ cùng đón nhận cúp và chia sẻ những cảm xúc của mình vào giờ phút này được không ạ? Bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ nhường cái sân khấu này để cho Trường Giang với Ngọc Thanh Tâm ha. Chúc mừng Trường Giang, chúc mừng Thanh Tâm. Dạ, và xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Đức Thành cùng với nghệ sĩ Yên Dương Hồng Vân, và xin mời hai nghệ sĩ sẽ có bài lời chia sẻ. Trường Giang và Ngọc Thanh Tâm, đầu tiên là cảm ơn quý vị đã ưu ái và dành thời gian xuất hiện buổi tối ngày hôm nay, và bé đang rất là xúc động. Chúng ta sẽ nghe vài lời chia sẻ từ Ngọc Thanh Tâm. Dạ, lần đầu tiên cho em gửi lời chào đến quý vị khách quý, các cô chú, anh chị em nghệ sĩ, cũng như là các quý vị khán giả đang có mặt tại tại Nhà hát Hòa Bình, cũng như là đang xem qua livestream và truyền trực tiếp ạ. Em biết là em còn rất là nhiều thiếu sót, nhưng mà giải thưởng này là một khích lệ rất là lớn cho em để em ngày một có thể hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Em xin cảm ơn ban tổ chức giải thưởng Ngôi sao xanh, hội đồng nghệ thuật và các quý vị khán giả luôn yêu thương em. Xin được cảm ơn ekip tuyệt vời của em, mọi người lúc nào cũng bên cạnh em ủng hộ em hết mình. Xin được cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn cho em những cái lời khuyên rất là chân thành khi mà em cảm thấy chơi vơi nhất. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay là những ngày đầu năm mới. Quý vị đã sắp xếp thời gian tới với chương trình của tôi hôm nay. Đó là một sự ưu ái của quý vị dành cho tất cả những người làm chương trình. Và cũng xin cảm ơn hội đồng nghệ thuật cũng như quý vị khán giả đã ưu ái và yêu thương, luôn giang vòng tay với Giang và
giải thưởng này đêm nay quý vị thấy đó, đây là ba anh em chung một nhà, Trường Giang là anh lớn, Huy là anh giữa và em út là Hiếu, nên giải thưởng này thì sẽ là giải thưởng của gia đình buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn Thôi Phạm liên tục, cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ Tú Đình Thịnh và những con người đã tạo nên chủ tịch giao hàng. Cảm ơn quý vị, mong rằng bình an và hạnh phúc sẽ đến cho quý vị trong năm mới. Cảm ơn. Một nữa xin được chúc mừng nam diễn viên Trường Giang và nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Chúc mừng cho nghệ sĩ Trường Giang cùng với nghệ sĩ Ngọc Thanh Tâm và xin được trân trọng cảm ơn nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Đức Thịnh cùng với được vinh danh mỹ nhân vai Hoàng Vân lúc nhỏ phim Tình Yêu Lừa Dối.
sao xanh điện ảnh và truyền hình. Giải thưởng gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay cúp ngôi sao xanh lần thứ 10 năm 2023 xin được vinh danh Phạm Huỳnh Hữu Tài. Được chúc mừng. Xin được mời nhà biên kịch Trung Thổ cùng với nghệ sĩ Đoàn Minh Tài sẽ trao chiếc cúp cho giải gương mặt triển vọng ở hạng mục điện ảnh và truyền hình cho hai nghệ sĩ chúng ta. Dạ, và bây giờ thì xin được mời hai nghệ sĩ có vài lời chia sẻ cảm xúc ngay lúc này đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin được mời hai bạn. Dạ, lời đầu tiên thì cho con xin gửi lời chào đến quý vị đại biểu, ban tổ chức, hội đồng nghệ thuật cùng tất cả các cô chú anh chị em nghệ sĩ đang có mặt ở khán phòng hôm nay ạ. Dạ, đầu tiên con xin cảm ơn hội đồng nghệ thuật đã dành cho con sự vinh hạnh này, và con cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đạo diễn Phong Trần và đơn vị sản xuất phim truyền hình M&T Pictures đã tin tưởng và giao cho con trai Hoàng Vân. Và cuối cùng con cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả, gia đình và bạn bè đã luôn ở bên và ủng hộ cho con và chứng kiến con hôm nay. Xin cảm ơn con người. Xin được chúc mừng cho hai nghệ sĩ Mỹ Ngân và Hữu Tài. Xin được cảm ơn Kim Chi được gửi lời chào thân thương đến quý vị đại biểu, quý vị khách mời và quý vị khán giả có mặt trong chương trình lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm nay ạ. Và Kim Chi cảm thấy rất là vinh dự khi được đứng cùng với ông Phùng Công Dũng là nguyên chủ nhiệm Ủy ban Người Việt ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh để cùng công bố kết quả cho hạng mục trao giải truyền hình nam và nữ diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Giải thưởng gương mặt điện ảnh truyền hình hôm nay cúp ngôi sao xanh lần thứ 10 năm 2023 xin được vinh danh Nguyễn Quốc Trương Thịnh. Bye.
gì hơn, và tất cả các anh chị ở trong cái hạng mục đề cử này đều xứng đáng. Ngày hôm nay hãy cầm cái chiếc cúp này, nó không nói lên được vị trí của bạn trong nghề hay bất kỳ một điều gì hết, đây chỉ là một cái sự may mắn nho nhỏ mà Sinh Sai đã mang lại cho Hạ. Hạ cảm ơn mọi người rất rất là nhiều ạ. Nghe Hà nói mà xúc động quá. Đối với Thịnh thì mỗi khi Thịnh đạt được thành quả trong công việc thì điều đầu tiên mà Thịnh nghĩ tới và Thịnh muốn làm nhất đó chính là cảm ơn. Tại vì chắc chắn là không một cá nhân nào mà phải cần có sự cộng hưởng các một tập thể thì mới có thể đạt được thành quả tốt nhất, mới có được sự thành công. Cho nên Phải Tâm trong bộ phim Vạn Dặm Nhân Sinh được khán giả đón nhận, đó là sự thành công của rất nhiều con người. Và Thịnh xin được gửi lời cảm ơn đến chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, giám đốc của hãng MT Victor. Cảm ơn một người chị mà Thịnh rất quý mến, đó là chị Hai Nguyễn, giám đốc nghệ thuật Xuân Minh. Cảm ơn đại diện Quốc Hoa Nam, cảm ơn chị đã tạo một danh tâm, làm danh tâm để khán giả yêu quý. Và cảm ơn ba mẹ rất nhiều đã đồng hành cùng con suốt chặng đường nghệ thuật. Và Thịnh xin được gửi tặng chiếc cúp này cho FC của Thịnh. Đây là vinh dự của chúng ta. Cảm ơn các bạn. Xin được một lần nữa chúc mừng nam diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh và nữ diễn viên Gia Nhật Hạ đã nhận được giải thưởng. Xin công bố là gương mặt truyền hình giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10. Xin được vinh danh Mã Hiểu Đông, vai Minh phim Lụa. Ngôi Sao Xanh, giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục truyền hình, xin được vinh danh Đàm Phương Linh, vai Kiều Thư phim Chị Mẹ Thì Em Khách Nạn. Xin được chúc mừng hai diễn viên và xin được mời hai diễn viên Mã Hiểu Đông và Đàm Phương Linh lên sân khấu để nhận giải thưởng nam và nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn Cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Thưa quý vị, và lúc này thì hai nghệ sĩ Mã Hiểu Đông và Đàm Phương Linh đang tiến lên khu vực danh dự trên sân khấu để nhận chiếc cúp danh giá cho hạng mục giải thưởng nam và nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Xin được chúc mừng hai bạn. Và lúc này thì xin được mời Mã Hiểu Đông cùng với Đàm Phương Linh sẽ có những lời chia sẻ với quý vị khán giả. Hôm nay đọc rất cảm xúc, Đông cũng không nghĩ mà rất là vinh hạnh khi mà
Long xin trân trọng cảm ơn đến hội đồng nghệ thuật, các thầy, quý thầy cô, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp cũng như là quý khán giả đã luôn yêu thương Đông. Xin cảm ơn anh đạo diễn Trần Đức Long, xin cảm ơn hãng phim TFS đã giao và tin tưởng Đông trong thời gian vừa qua, xin cảm ơn ekip phim Lụa. Và người cuối cùng Đông muốn cảm ơn nhất đó chính là mẹ của Đông. Tôi cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ và hy sinh ước mơ của mình để dự lượng ước mơ cho con. Tôi xin cảm ơn mẹ. Một lần nữa xin được chúc mừng cho hai nghệ sĩ Tạ Hữu Đông và Đàm Phương Linh. And the award for best foreign television series, as voted by the fans, is Rachata Ampanan. Thank you.
Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Đăng Hoàng và Hoàng Bình Việt Nam 2022 Đoàn Thanh Ân. Và xin mời anh và được chia sẻ. Chúc mừng hai diễn viên Kiều Minh Tuấn và Minh Hằng.
xin cảm ơn nhà báo Đinh Trọng Tuấn cùng với hoa hậu Mai Phương. Và bây giờ tôi xin được mời đạo diễn của bộ phim, đạo diễn Trinh Thành sẽ có lời chia sẻ. Nữ diễn viên chính trẻ tuổi xinh đẹp, muốn phát biểu không? Lại thêm một lần nữa thì Lê Giang cũng xin cảm ơn ban tổ chức, hội đồng nghệ thuật, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã thương yêu nhà bà nữ và bầu chọn cho phim nhà bà nữ. Lê Giang không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một năm mới thật là nhiều sức khỏe, bình an và may mắn trong cuộc sống. Trinh Thành không biết nói gì hơn là có thể nhà bà nữ là một cái cột mốc rất là quan trọng trong sự nghiệp của mình, bởi vì đã giúp cho Trấn Thành có những thành tích mà bản thân mình cũng không ngờ đến. Rất là cảm ơn khán giả đã dành rất nhiều tình yêu thương cho nhà bà nữ, và rất cảm ơn hội đồng nghệ thuật lại một lần nữa, chắc là còn muốn khuyến khích Trấn Thành làm tốt hơn. Thành không dám nhận mình là một phim xuất sắc nhất, nhưng có thể đây là một phim trong lúc này được mọi người yêu thích. Thì một lần nữa Thành sẽ được cảm ơn rất là nhiều vì tất cả những gì mà hội đồng nghệ thuật đã dành cho Trấn Thành, và xin được gửi lên sự kính trọng của Trấn Thành đến cho hai người anh, bởi vì production của các anh rất là nhiều điều mà Trấn Thành phải học hỏi, đó là Victor Vũ và anh Bùi Thành Chuyên với Người Vợ Cuối Cùng và Trao Tặng Rực Rỡ. Thành cũng xin được chúc mừng hai anh bởi vì hai anh làm hai bộ phim rất là chất lượng, và xin cho phép Trấn Thành tiếp tục được công hiến. Thành sẽ cố gắng thật nhiều. Cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin được chúc mừng cho bộ phim Nhà Bà Nữ. Xin được cảm ơn đạo diễn Trấn Thành cùng với diễn viên. Chị nói một câu. Dạ. Lê Giang cũng xin cảm ơn đạo diễn Trấn Thành đã cho Lê Giang một bà nữ mà đi tới đâu thì ai cũng gọi là bà nữ Lê Giang. Lê Giang rất là cảm ơn và rất là... Nhưng mà chị Lê Giang xứng đáng mà quý vị, đúng không? Quý vị xem phim, quý vị có yêu Lê Giang không? Để cho chị Lê Giang một tràng pháo tay to được không ạ? Một lần nữa cảm ơn ngôi sao xanh rất nhiều, I love you. Một lần xin được cảm ơn đạo diễn Trấn Thành cùng với diễn viên Lê Giang. Cảm ơn bạn đã xem tin Hot Post trên kênh YouTube Lavion. Hãy nhấn like để lại bình luận và chia sẻ nếu bạn thích video này. Và đừng quên subscribe cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung săn sao, soi sao mới nhất nhé.